Trận đấu Qatar với Panama tại World Cup 2021 vào lúc 6 giờ ngày 14 tháng 7 được chúng tôi cập nhật liên tục tỷ lệ, soi kèo bóng đá, nhận định đội khách mời Qatar đang có phong độ tốt với thành tích bất bại 8 trận gần đây. Họ hoàn toàn tự tin có thể giành trọn 3 điểm trong trận đấu ra quân tại World Cup 2021 khi chỉ phải gặp một Panama đang thi đấu khá bất ổn. Qatar nhận lời tham dự World Cup năm nay với mục đích là rèn quân để chuẩn bị cho World Cup 2022 do họ là nước chủ nhà. Tuy chỉ đóng vai khách mời, nhưng đội bóng đến từ châu Á mang đến giải đội hình gần như là mạnh nhất có thể. Họ đã sẵn sàng cho những trải nghiệm ở giải bóng đá hấp dẫn nhất khu vực CONCACAF. Qatar đến Mỹ với hành trang là chuỗi 8 trận bất bại gần đây tính trên mọi chiến tuyến. Trong đó, họ giành tới 7 trận thắng. Với phong độ ấn tượng đó, đoàn quân của huấn luyện viên Felix Sanchez Ba hoàn toàn tự tin khi bước vào trận đấu đầu tiên tại World Cup năm nay gặp Panama. Thậm chí, họ còn đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trong trận chiến này. Tại World Cup 2021, Qatar rơi vào bảng D, đây là bảng đấu không quá khó, khi chỉ có Honduras thực sự đáng gờm. Do vậy, chỉ cần đánh bại Panama ở trận này, đoàn quân của huấn luyện viên Felix Ba có nhiều cơ hội giành vé đi tiếp. Trả lời phỏng vấn ngay khi đặt chân đến nước Mỹ, ông Felix Ba cũng từng bày tỏ sự tự tin sẽ dẫn dắt đội nhà tiến sâu tại World Cup, trong đó ông khẳng định các học trò hoàn toàn có khả năng giành trọn 3 điểm trước Panama. Panama không có sự chuẩn bị tốt cho World Cup năm nay. Họ vừa hòa không bàn thắng với Curaçao ở vòng loại World Cup 2022. Tiếp đó, trong trận giao hữu hồi đầu tháng 7 này, họ bị Mexico vùi dập 3 bàn không gỡ. Những kết quả tồi tệ đó chắc chắn khiến các cầu thủ Panama không có đủ sự tự tin cần thiết để bước vào cuộc phiêu lưu tại World Cup 2021, bắt đầu bằng trận đấu với Qatar. Cũng cần phải nhắc lại rằng, huấn luyện viên Thomas Christiansen vẫn đang trong quá trình tái thiết đội tuyển Panama sau khi được bổ nhiệm thay thế ông Americo Gallego cách đây một năm. Chiến lược gia người Đan Mạch này cũng chỉ xem World Cup 2021 là dịp để rèn quân. Do vậy, ông chỉ chọn 9 cầu thủ thường xuyên thi đấu tại vòng loại World Cup 2022 để mang đến giải năm nay, còn lại đa số là những gương mặt mới để thử nghiệm, thế nên, sẽ không quá bất ngờ nếu như ở trận đấu sáng mai, Qatar sẽ tiếp đà thăng tiến bằng một chiến thắng trước đội tuyển Panama. Tuy nhiên, nhiều khả năng đây sẽ là trận đấu quyết liệt với kết quả cách biệt chỉ là một bàn thắng.